Xin thiên trang cộng đồng, kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đang bước vào Tam Nhật Thánh, đó là đỉnh cao của phụng vụ trong một năm. Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ 6 tuần thánh, là chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Qua cuộc thương khó này, muốn giúp cho mỗi người chúng ta ý thức lại những gì mà Chúa đã chết thay cho chúng ta. Xin qua cái chết này mà Chúa đã đem lại cho con người chúng ta được ơn cứu độ. Đỉnh cao của thập giá đã đi vào lòng đời sống nhân loại chúng ta. Giờ đây trong tâm tình tưởng niệm lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu, giúp cho chúng ta hồi tưởng lại những sự đau khổ mà chính Chúa Giêsu Ngài đã chịu treo trên thập giá. Nếu không có cái chết của Chúa Giêsu, Ngài chết đi thay cho chúng ta, chắc chắn rằng mỗi con người chúng ta không thể nào được ơn cứu độ. Giờ đây các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta sẽ diễn nguyện lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu để giúp cho mọi người chúng ta cùng hiệp thông với sự đau khổ của Chúa, để giúp cho mọi người chúng ta luôn được thông thần vào cuộc khổ nạn của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng tĩnh lặng trong giây lát để chúng ta hồi tưởng niệm lại cuộc thương khó của Chúa, và với những vai diễn của các em diễn nguyện lại tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu qua sự thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Giờ đây chúng ta cùng tĩnh lặng trong giây lát để tưởng niệm lại cuộc thương khó của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng thức lặng và bắt đầu xem chiến nguyện của thương khó của Chúa Giêsu qua sự diễn xuất của các em. Giờ đây chúng ta cùng bắt đầu theo dõi. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương. Thật không thể hiểu nổi một đấng cứu thế lại có thể bị ngược đãi, nhục hình, cũng không thể tin nổi được lòng dạ của con người mau đổi trắng thay đen. Tung hô đó để rồi đã đảo ngay. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho con của Ngài phải chấp nhận cái nhục nhã và tủi sầu đến thế? Đức Giêsu suốt một đời sống vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó, đã đảo, kết án của con người. Cuộc đời Ngài cay đắng vậy sao? Lạy Chúa Giêsu, trong tuần lễ này, toàn thể giáo hội chúng con lặng lẽ dõi bước theo Chúa, đi vào con đường khổ nạn, âm thầm nhìn Chúa bị treo trên đồi cao, chỉ vì hạnh phúc của chúng con. Ôi một tuần hồng phúc, xin cho chúng con sống trọn tuần này với lòng cảm mến nồng nàn, lòng biết ơn sâu xa. Xin cho chúng con luôn trung thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Chúa đã sống vì yêu, chết cũng vì yêu, và chỉ trong tình yêu mới tạo sức sống cho cuộc đời. Để cảm nhận tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta qua cái chết của Ngài, kính mời cộng đoàn cùng bước vào hành trình khổ nạn trong đêm diễn nguyện với chủ đề Đường Thập Tự.